Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Kylian Mbappe muốn rời Paris Saint-Germain đúng vào thời điểm Messi chuẩn bị gia hạn hợp đồng cho đội bóng nhà giàu nước Pháp. Theo tờ La Gazzetta dello Sport của Italia, Kylian Mbappe muốn rời Paris Saint-Germain dù tiền đạo người Pháp gia hạn hợp đồng vào mùa hè năm nay. Nguồn tin này tiết lộ rằng Mbappe sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain để thảo luận về tương lai của anh. Đúng vào thời điểm người đồng đội Messi chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm một năm với đội bóng nhà giàu nước Pháp, Mbappe hiện đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, đối trọng lớn nhất của tiền đạo người Pháp trong các cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân cao quý là Messi, bất chấp chia sao người Argentina đã 35 tuổi. Mbappe có thể ghi cú đúp hat-trick cho Paris Saint-Germain, nhưng sau mỗi trận đấu, Messi vẫn là cái tên được truyền thông nhắc đến nhiều nhất. Mới đây, Real Madrid được cho là sẵn sàng phá két vì Mbappe và trả cho tiền đạo người Pháp mức lương khổng lồ là 550 triệu bảng trong 4 năm tới. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để tiền đạo người Pháp thoát khỏi cái bóng của Messi. Cũng liên quan đến Messi, ông thầy cũ của anh là huấn luyện viên Pep Guardiola ca ngợi siêu sao người Argentina vĩ đại nhất lịch sử sau chức vô địch World Cup 2022. Trong khi đó, Sergio Aguero, bạn thân của Messi, lên tiếng đáp trả sau khi bị chỉ trích không xứng đáng nâng cúp vàng thế giới. Ngoài ra còn có bình luận của Haaland khi được mang ra so sánh với Mbappe. Theo cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, greatest of all time, xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nhiều người lại có ý kiến khác. Một số người thích Cristiano Ronaldo, những người khác thì thích Pele hoặc Diego Maradona. Do đó, Iniesta tin rằng những người không cảm thấy Messi vĩ đại nhất mọi thời đại sẽ tìm ra mọi lý do để không tin vào điều đó, mặc dù Argentina đã vô địch FIFA World Cup 2022. Nhà vô địch World Cup 2010 cho biết với ESPN, đối với tôi, Messi là người giỏi nhất dù có vô địch World Cup hay không. Tôi nghĩ việc cậu ấy đăng quang World Cup sẽ có lợi hơn cho những người khác. Đây là một nguồn hạnh phúc to lớn cho Messi. Chiếc cúp không chỉ dành riêng cho Messi, mà còn là niềm hãnh diện đối với tuyển thủ quốc gia Argentina. Họ luôn chạy đua danh hiệu và thực tế Argentina đã giành được nó một cách hoàn toàn xứng đáng. Trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2022 giữa Pháp và Argentina là một trong những trận đấu hay nhất trong thập kỷ qua. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3 sau hiệp phụ. Leo Messi lập cú đúp, còn Kylian Mbappe ghi một cú hat-trick. Nói về cuộc đụng độ kịch tính, Iniesta bày tỏ: "Tôi nghĩ đó là trận chung kết hay nhất từ trước đến nay. Xét về bàn thắng, cảm xúc, mọi thứ diễn ra trong trận đấu, những tình huống chớ trêu, đây rõ ràng là một cuộc đối đầu kịch tính và tuyệt vời nhất cho người hâm mộ. Cả hai đội không thua kém nhau và tất cả xứng đáng cho một trận chung kết World Cup trong mơ." Theo chuyên gia Romano, Messi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain theo thỏa thuận bằng miệng. Tiền đạo 35 tuổi này đang ở quê nhà để ăn mừng chiến thắng và anh sẽ đàm phán chi tiết với Paris Saint-Germain ngay sau khi trở lại Paris. Một số nguồn tin uy tín cho biết Messi quyết định ở lại châu Âu thêm ít nhất là 2 năm nữa để xác định giới hạn của bản thân. Nếu duy trì được thể trạng và phong độ, Messi sẽ hướng đến việc dự World Cup 2026. Trước đó, Messi tuyên bố World Cup 2022 là vòng chung kết cuối cùng của anh. Chân dung người hùng dân tộc Messi đang trở thành trào lưu được cổ động viên của tuyển Argentina chọn săn lên người. Sau khi biến thủ đô Argentina, Buenos Aires trở thành một bữa tiệc đường phố hoành tráng ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. Các nghệ sĩ săm hình cũng làm việc hết công suất để săm hình ảnh của Messi lên cơ thể của cổ động viên. Tại Argentina, bóng đá được người dân tôn sùng như một tôn giáo. Ngày 20 tháng 12, ước tính có hàng triệu đàn ông, phụ nữ xuống đường chào đón những người hùng của đội tuyển bóng đá quốc gia trở về từ Qatar. Sau một đêm chè chén huyên náo, rất nhiều người đã đổ xô đến các tiệm xăm này đặt hàng các mẫu hình thiết kế về Messi. Bỏ qua câu chuyện xăm hình trên những cổ động viên của Argentina, Messi sắp được in hình trên tiền của Argentina. Ngân hàng quốc gia Argentina sẵn sàng đáp ứng đề xuất để sử dụng hình ảnh của Lionel Messi trên tiền giấy. Sau khi siêu sao này đóng góp công lớn giúp đội tuyển quốc gia vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Theo tờ Financiero, hình ảnh của Messi có thể sớm được xuất hiện trên tờ tiền 1.000 peso của Argentina. Việc lựa chọn mệnh giá này là do đồng tiền có số 10 mệnh giá đầu tiên tượng trưng cho số áo của Messi tại tuyển Argentina. Đề xuất vấn đề này cũng được một số quan chức của ngân hàng quốc gia Argentina đề cập. Tờ Financiero đưa tin rằng chính phủ Argentina đã thảo luận về việc lựa chọn các đề xuất trên trước trận đấu chung kết World Cup 2022 như là sự tôn vinh, đóng góp của Messi cho vai trò đại sứ của đất nước cũng như cho bóng đá. Đề xuất ban đầu chỉ là tin đồn, nhưng sau đó Ngân hàng Quốc gia Argentina được cho là quan tâm đến đề xuất này. Người dân Argentina hưởng ứng đề xuất này khi cho rằng tiền giấy với hình ảnh Messi sẽ truyền cảm hứng cho sự đoàn kết. Trước đây, Ngân hàng Quốc gia Argentina đã phát hành một số tiền xu kỷ niệm đặc biệt để ghi nhận thành công của tuyển quốc gia trong việc giành chức vô địch World Cup 1978, danh hiệu thế giới lần đầu tiên của bóng đá nước này. Trong kế hoạch là đưa khuôn mặt của Messi lên tờ 1.000 peso và dòng chữ La Scaloleta được in ở mặt sau. La Scaloleta là biệt danh được đặt cho đội tuyển Argentina của huấn luyện viên Scaloni.
Huấn luyện viên Scaloni cũng là người dẫn dắt đội tuyển Argentina đăng quang tại Copa America 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.